Anh chị em YouTuber chúng ta nhiều lúc vừa tức vừa buồn cười. Clip của mình làm đầu tư chất lượng, rõ là cao cấp, thiết bị rõ là đắt tiền, thế mà chẳng có view. Trong khi đó, người ta quay clip bằng điện thoại rung lắc dữ dội thì lại triệu view. Rất có thể chúng ta đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm chất lượng và giá trị. Chúng ta hãy cùng theo dõi cuộc nói chuyện với YouTuber Châu Minh Quang để hiểu rõ hơn. Đừng quên tham gia cộng đồng Việt YouTubers ở trên Facebook. Đây là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Quê là ở đâu? Em ở Đồng Tháp anh. Sài Gòn về Đồng Tháp có mấy, 2-3 tiếng đồng hồ chứ mấy? 3 tiếng rưỡi rồi tính này kia nọ nữa, em nghĩ chắc gần sáng. Tại vì em về sơ đề có công việc á, chắc 2 ngày mới lên lại Sài Gòn. Em tên là Quang đúng không? Dạ em tên Quang. Châu gì Quang hả? Châu Minh Quang. Châu Minh Quang hả? Dạ. Ok. Tại thấy ở trong Facebook của em ghi là Quang Châu. Làm marketing hả? Dạ, em đi theo nghề marketing cũng tới lên Sài Gòn 10 năm rồi. Em làm marketing, hiện tại thì làm cố vấn chiến lược bên marketing luôn. Thì nhưng mà em lại cái sở thích, cái đam mê mình á là thích sản xuất, thích tạo cảm hứng cho mọi người. Thì em đã làm cái nghề truyền thông này chính xác luôn á là từ 2012 rồi. Thì ngày xưa nhóm BB nè, BBC nè, nhóm Jam TV nè, rồi Pháp TV nè, ngày xưa là chưa nổi tiếng đâu, đảm thấy cái xu hướng đó là sắp tới sẽ được vậy. Thì lúc em mới tập hợp mọi người lại là làm trên website của em. Đăng clip lên, mà sau khoảng thời gian đó thì em cảm giác là em không có đủ cái nguồn tài chính để em đi duy trì được nữa. Thì lúc đó em mới dẹp và em đi làm tới giờ. Bây giờ em mới thấy cái xu hướng bây giờ nó đã trở lại với mình, cảm giác mình có được cái điều kiện để tham gia được cái việc này rồi, cho nên bây giờ bắt đầu làm lại. Bây giờ đàm cũng được 1.5 năm rồi mà nó mới lên cách đây khoảng chừng 3 tháng, em thấy nó ngóc đầu dậy tí xíu rồi, giờ nó đã tuột rồi. Cho nên em cảm giác là em có cái điều gì làm chưa tốt không? Để tính em làm gì cũng phải cố gắng mọi thứ, nhưng mà cảm giác nó chưa tốt độ đó, tức là em nghiên cứu hoài, em tìm mọi cách nhưng mà rất là khó luôn thật sự. Anh thấy, anh xem trên kênh thấy em làm như thế là rất là khá đấy mà. Em thì cảm giác tại vì thứ nhất là về cái kỹ thuật á, kỹ thuật về SEO thì em cũng giống như mình chưa biết là mình sẽ có cái sự sai chỗ nào, cái sai của mình nó nằm ở đâu. Cái thứ hai thì em cũng luôn luôn muốn học hỏi về cái mảng sản xuất, cho nên em luôn gặp rất là nhiều người đi học thêm á, để mình quay những cái góc máy, đặt máy như thế nào, cách nói chuyện làm sao, rồi cách triển khai ý tưởng, rồi biên tập. Nói chung là em muốn là khi mà em nhìn lại những cái sản phẩm đó, không đơn giản là mình làm YouTube để kiếm tiền nữa, mà là khi mình có một cái giá trị á, để sau này mình, tại em là dân marketing cho nên em biết là khi mà đã có được cái thương hiệu cá nhân rồi, em còn có những cái bước tiến sau này lớn hơn nữa, chứ không phải dừng lại cái việc mà kiếm tiền. Thật sự bây giờ anh biết là cái kênh em đâu, tháng đâu có bao nhiêu tiền đâu, chừng trung bình là chừng 2 triệu mấy 3 triệu là hết đát rồi, cho nên nó không có đủ chi phí gì đâu, làm chủ yếu là cái đam mê thôi. Anh hiểu rồi. Dạ. Sơ bộ như thế, chào hỏi như thế. Bây giờ anh làm tục cái nha. Xin chào bạn Châu Minh Quang. Chương trình này sẽ được ghi âm và ghi hình, và nếu mà có những cái chia sẻ nào của chúng ta mà có giá trị cho cộng đồng thì sẽ được phát ở trên kênh Việt YouTubers. Bạn có đồng ý không ạ? Dạ ok anh, đồng ý bình thường. Chủ yếu là mình kiểu mình phát triển được đúng không? Dạ. Bây giờ ngoài làm YouTube ra em còn làm cái gì khác nữa không hả Quang? Hiện tại thì em làm bên marketing á, marketing online, rồi bên cố vấn chiến lược cũng như là bên truyền thông. Úi giời, đúng luôn này. Thấy nói chung là cái nghề YouTube á là chủ yếu là thứ nhất là mình phải có đam mê với nghề. Cái thứ hai là phải có một cái công việc chính để nuôi cái nghề đó. Chứ nếu mà mình không có cái sự kiên trì bền vững thì khó mà đi theo cái nghề làm YouTube đó. YouTube mà nếu mà làm mà đầu tiên nghĩ tới tiền, em nghĩ là nó khó lắm. Mình phải đi cái tạo cảm hứng cho cộng đồng trước. Và khi đã có được cảm hứng thì cái đam mê nó mới nuôi lên mình, thì đó là quá tuyệt vời. Cái kênh em á thì em chia sẻ luôn. Thì thật sự em đang muốn đi một cái mảng hoàn toàn nó hơi khó nhai trong cái thị trường hiện tại. Tại vì thị trường hiện tại thì nó nghiêng về giải trí rất là nhiều, và nếu mà giải trí thì nó lên rất là nhanh.
Còn riêng cái kênh em đã nghiêng về khám phá tín ngưỡng tâm linh, rồi những cái gì thuộc về huyền bí á, và chia sẻ những cái địa điểm đó, thì một số người thích thật sự họ mới click vào. Còn nếu mà thật sự những cái người mà nó không có cảm hứng và nó trôi qua thì chắc chắn em nghĩ là cũng khó. Cái kiểu em làm này đâu phải là ít view đâu. Hoàng Nam làm view ấm ấm này. Hoàng Nam được gần được 2 triệu sắp rồi. Anh Nam thì hay hơn em có một việc, thật sự em đánh giá anh Nam rất là hay, là anh Nam thứ nhất là cái cách anh Nam chia sẻ thì nó cái chất giọng anh Nam đó hay rồi. Cái thứ hai thì anh Nam đi những địa điểm thì em không có điều kiện đi như Nam, thật sự đúng là như vậy. Em chỉ đi những địa điểm làm cảm giác là nó thuộc về miền Tây Nam Bộ trước. Còn anh Nam là đi khắp nơi rồi. Nghiêng về anh Nam thì nghiêng về tâm linh nữa, về ma mị, về tâm linh, còn em chỉ nghiêng về tôn giáo nhiều. Anh cũng support cho anh Nam đây, liên tục đây. Dạ yeah, anh. Đối tác của BBTV đây. Anh Nam bên bên mình hả anh? Ừ. Quá tuyệt vời. Trời ơi, em đâu biết anh Nam vô cái kênh của anh đâu, anh Nam vô kênh của anh luôn ha. Ừ. À, lâu chưa anh? Được khoảng nửa năm gì đó, chắc hơn. Ồ, vậy là cái kênh của Nam lên mới cách đây cũng khoảng nửa năm á. Dạ. Hoàng Nam có nhiều bước đột phá khác nhau mà. Ước thì trong cuộc sống khoảng chừng 2 bước đột phá là nó đã lên ha. Một lâu lâu lại có một cái video nó gọi là đột biến. Ừ, đột biến, tại vì yeah. Nam nó chịu chơi mà, Nam nó chịu chơi, nó làm hết mình lắm. Nó đi đến những nơi mà không ai ngờ tới, làm những chuyện không ai ngờ tới mà. Nếu mà anh em chia sẻ thật sự, nếu mà em làm những cái chuyện không ngờ tới và em đi những cái nơi mà gọi là chưa bước chân, không phải là chưa ai mà chưa ai làm á, thì anh nghĩ cái kênh nó có bật vậy không? Đương nhiên là hơn chứ em. Dạ, hiện tại thì em có một cái lịch trình đi, là em đang tìm những chỗ mà người có thể người ta biết mà chưa quay hết những cái chỗ thì. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là như này. Vấn đề ở chỗ Nam, em cũng giống như Nam thôi. Không ai có thể mà làm YouTube không nên theo cái kiểu là mình. Theo anh nghĩ là mình nên chấn chỉnh lại mình cái tối ưu hóa rồi mọi thứ trong kênh của mình, gọi là súng đạn cho nó. Chắc chắn đã. Xong rồi bắt đầu mình mới làm, mình sẽ nghĩ cách để cái kênh nào ra được cái thu nhập nó ok, xong rồi mình dựa vào cái nguồn thu nhập đấy, xong rồi mình đầu tư tiếp cái mới. Dạ dạ đúng rồi. Hơn là so với gọi là mình rủi ro làm những cái kia trước, xong rồi quay trở lại trong khi cái kênh của mình, cái cách gọi là cái cách làm YouTube của mình nó chưa gọi là chưa ổn thỏa hết thì nó phí đi. Giống như chẳng hạn như kỹ thuật quay về dựng thôi chẳng hạn, nếu mà mình ban đầu mà mình gọi là quay chưa đẹp, dựng chưa đẹp mà mình đi những nơi đó nó phí không? So với trình độ bây giờ mình cao hơn, mình đi những nơi đó thì mình sẽ quay được những thước phim đẹp hơn kiểu thế. Dạ dạ anh hiểu rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là cái giá trị với cái chất lượng là hai cái nó cũng gần giống nhau, nhưng mà thực ra mình phải suy nghĩ thật kỹ. Tại vì nhiều khi mình cứ hay nhầm lẫn, nhà sáng tạo mình hay nhầm lẫn giữa chất lượng và giá trị. Nhất là cái dân mà làm truyền thông, từ truyền thông làm dân làm truyền thông giống như em ra là rất hay nhầm lẫn cái này. Dạ. Yeah. Rất nhiều người bị cứ nghĩ rằng mình làm chất lượng càng cao càng tốt, hình ảnh đẹp, âm thanh đẹp, quay đẹp, dựng đẹp là sẽ view tốt, để gọi là chất lượng. Yeah. Mình cũng cứ thấy tại sao có những cái kênh, có những cái clip làm rất cùi bắp, rất nghiệp dư mà tại sao nó vẫn lên. Đấy, cho nên là dân marketing, dân truyền thông nó là dân truyền thông chuyên nghiệp khi bước chân vào thế giới của YouTube nó hơi bị mismatch ở cái chỗ đó. Dạ đúng rồi, anh chính xác. Nhận YouTube là nó có điều kiện để cho sự nghiệp dư cho dành cho nhà sáng tạo cá nhân được, không cần phải tự cao. Nhưng mà cái nó cần là giá trị. Trước anh làm việc với cái anh kia làm cắt cái cảnh bonsai thôi, thì cứ vừa cắt cây một tay cầm điện thoại mà vừa nói một tay cứ cắt cây thôi mà.
rung liên tục nhưng mà cứ vẫn cứ triệu view bình thường à. Thì người ta mang lại cái giá trị, cắt cái cây đẹp mà em biết sai này đấy, thì cái vấn đề giữa chất lượng và giá trị đấy. Về về vấn đề thứ hai nữa của cái mismatch giữa dân dân truyền thông khi bước chân vào YouTube là cái truyền thông ở trên YouTube ấy, của các social media với các platform mới ấy, là mình phải suy nghĩ hết sức về việc gọi là hai chiều, giao tiếp hai chiều. Giao tiếp hai chiều không phải là mình không cần phải vất vả như ngày xưa là mình gọi là broadcast một chiều từ ví dụ như từ đài truyền hình hoặc là từ hãng phim này, mình làm ra một sản phẩm xong rồi mình đẩy tới cho khán giả, mà mình càng nhiều càng tốt, mình tạo điều kiện để khán giả tham gia vào cái nội dung của mình. Mà cái đấy Hoàng Nam làm cực giỏi. Tất nhiên là cũng một phần là tại vì anh ấy có khán giả đông nhiều rồi, xây dựng được giống như gần như là một cộng đồng rồi. Thì ví dụ như các bạn vào comment là anh Nam đi chỗ này, đi chỗ kia, đi này nọ, cái chỗ đấy thì là ý tưởng cho mình. Rồi đi chỗ này, chỗ kia gặp fan này nọ thì cho vào clip của mình. Đó, cho nên là cái mà em nói, cái những cái em muốn đi, nơi em muốn đến như thế, anh nghĩ là cứ bình tĩnh. Tại sao em lại chọn cái chủ đề này hả Quang? Đầu tiên để em chọn chủ đề này là em thích. Tại vì em cảm giác là em là cái người Phật, từ nhỏ em cũng được mẹ dạy rất là nhiều. Cho nên đầu tiên em biết về Phật thì em muốn đi về cái văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam mình. Em nghĩ là cái du lịch em rất là thích. Cho nên là nhưng mà khi người ta đi du lịch thì người ta thấy là cái việc mà đi du lịch người ta hay gọi là du lịch tâm linh. Vì cái việc tâm linh nó bây giờ em nghĩ là nó đang trở lại, cái du lịch tâm linh nó đang trở lại với cái thị trường. Thì em nghĩ là đầu tiên là em thích nó trước. Sau đó thì em nghĩ là sắp tới nó sẽ thu hút cái cộng đồng khá là nhiều về du lịch tâm linh. Và từng cái địa điểm em muốn là tạo một cái gì đó khi người ta đến ta biết được cái sự tích hay là một cái giá trị ngay chỗ đó. Thì người ta đến người ta tin hơn về cái việc mà người ta muốn đến để người ta cúng hay là người ta cầu khẩn gì đó. Cho nên em chọn nó. Em nghĩ là sở thích và đam mê về cái trong cái kênh của em, anh xem nào. Nhưng mà thì cái đối tượng khán giả của em muốn hướng tới là ai? Đối tượng khán giả của em hiện giờ nó đang chính xác của em là 24-35. Là những người đã đi làm rồi, những người cũng có ý thức để xem, nhưng mà cái số lượng đó thì càng ngày nó ít ít người xem hơn là số lượng trẻ. Thì à? Em hiện giờ cái kênh em là 70% là từ 24 tuổi tới 35, 35-40. Không, anh không nói. Anh không nói về tuổi. Anh nói về gì em không hiểu. Anh nói về cái gọi là người ta có một cái đặc điểm gì chung, một cái tò mò hả? Đấy, giống như thế đấy, ý anh muốn nói như thế đấy. Marketing mà dân marketing của mình mà đánh theo demographic, theo tuổi, theo địa lý, cái kiểu của ngày xưa rồi. Bây giờ người ta đánh theo gọi là, anh nói tiếng Anh em nghe chắc hiểu chứ hả? Dạ, ok. Người ta bây giờ người ta bảo là người ta phải đánh vào psychographic. Ví dụ như Apple đánh vào tất cả những người xanh điệu, tuổi trẻ xanh điệu chẳng hạn. Cái positioning của người ta như thế. Cái đối tượng, chứ còn những người như thế từ 15 tuổi cho đến 75 tuổi thì Apple đâu có quan tâm bao nhiêu tuổi. Dạ. Đúng không? Dạ đúng, chính xác anh ạ. Thì cái đề tài của em thì mình suy nghĩ xem cái đối tượng khán giả của mình là cái người ta có cái niềm tin gì. Mình giải quyết vấn đề gì cho người ta, vấn đề psychographic gì cho người ta. Psychology, vấn đề tâm lý gì cho người ta. Suy nghĩ cho lên cái việc mà đánh như thế này thì em giống như cái sự tò mò thứ gì. Và cái hiện giờ em đang muốn mà cái khán giả em đông là muốn khán giả của Nam Bộ, tức là không phải là miền Tây nữa mà Nam Bộ. Còn miền Bắc em nghĩ là em sẽ không làm được, tại vì cái thứ nhất là chất giọng, cái thứ hai là cách em trình bày, và cái em cảm giác em không có tự tin làm khán giả, có khán giả miền Bắc, mà từ Nam Bộ thì em thấy có tự tin được. Đó là cái sự tò mò và hiếu kỳ. Thì
cô cái mà để em muốn muốn trong tương lai để khán giả em họ xem cái sự tò mò hiếu kỳ đó, tức là những cái điểm em đi nó phải đặc biệt, giống như anh hay nói là anh Nam dự chơi là làm, không làm thôi, là phải đặc biệt, khác biệt và có một cái tôi trong cái cách làm. Dạ. Ok. Cái chỗ này anh góp ý thì nha, đồi thông hai mộ xác chết ở hồ than thở. Ừ, ok. À, anh góp ý chứ mỗi lần mình viết chữ ở lên trên cái thumbnail mình suy nghĩ cho nó ấy nha. Suy nghĩ cho nó kỹ nha. Dạ. À, tại vì như thế này, cái ví dụ như em nói cái đối tượng khán giả như thế, cái mục tiêu mình muốn đánh tới thì khán giả là như thế ấy, thì giữa hai cái dòng chữ này đồi thông hai mộ với xác chết ở hồ than thở này ấy, anh sẽ bỏ cái chữ đồi thông hai mộ đi và anh chỉ để lại xác chết ở hồ than thở thôi. Dạ rồi. Đúng không? Dạ em hiểu ý anh rồi. Suy nghĩ, tại vì cái này là cái cực kỳ quan trọng. Cái thumbnail là cái bước đầu tiên của cái video, quyết định cái video của mình có được click vào xem hay không. Em thừa hiểu dạ. Đó đúng không? Mà đúng. Một khi mà đã nói về thumbnail, về hình đại diện ấy, là cuộc chơi của em là không phải cuộc chơi của não trái mà là cuộc chơi của não phải. Dạ. Em chỉ có 1/100 giây để bắt sự chú ý của khán giả, em không được phép có những chữ thừa. Em hiểu không? Dạ hiểu anh ạ. Ừ, cái phải, em muốn nhấn mạnh về cái việc xác chết và lôi cuốn cái sự tò mò của khán giả thì em phải làm sao em chỉ để lại một chữ là xác chết thôi. Tất nhiên là anh thấy em làm thăm như thế là ok rồi, chữ thì là rất là nổi bật, rất là rõ ràng các kiểu, nhưng mà có một vài khi nó mình cẩn thận tí. Dạ em hiểu rồi, em sẽ điều chỉnh. Nha. Chứ còn cái đồi thông hai mộ cũng có thể thông tin này cần thiết đây, ví dụ như cũng làm về du lịch cũng địa điểm đấy chẳng hạn, nhưng mà nếu mà người ta đi theo một hướng khác chẳng hạn, tìm hiểu về đồi thông hai mộ chẳng hạn, thì cũng lại phải đưa cái đấy lên. Yeah. Theo một cái perspective khác, nhìn góc nhìn khác. Yeah. Đúng không? Còn cái góc nhìn của em nó khác. Yeah. Em hiểu anh rồi. Tức là cho em nói ý kiến, tức là cái địa điểm đó, nhưng mà mình đã đánh vô cái cách của mình là tò mò hoặc những cái gì đặc biệt trong cái địa điểm đó, thì mình hãy tập trung vào cái việc đó thôi. Mình không cần lẫn giữa cái việc là địa điểm đó du lịch và cái địa điểm đó tò mò. Thì nếu mà em đã cố gắng đánh từ tò mò thì em hãy làm cái gì tò mò cho người đó tới nóc luôn. Trước khi mình gọi là dựng hay là trước khi mình quay ấy, mình phải suy nghĩ là mình sẽ đánh vào cái góc nhìn nào. Mình phải thông thường người ta hay suy nghĩ về cái từ khóa mà mình sẽ đánh trước. Đấy, em sẽ đánh vào cái từ khóa xác chết này chẳng hạn, em sẽ đánh vào cái gọi là cái chủ đề đó chẳng hạn. Thì từ tiêu đề cho đến hình đại diện, nó mình phải hình dung ra nó ở trong đầu trước khi mình quay rồi. Thì nó sẽ dễ hơn trong cái quá trình mình quay. Chứ còn anh thấy, không biết em như nào, anh thấy nhiều bạn làm toàn làm theo kiểu là quay xong xuôi một cách gọi là nghĩ ra chủ đề đó ở chỗ đó xong rồi quay xong xuôi, xong rồi về bắt đầu mới dựng xong xuôi rồi bắt đầu mới ngồi nghĩ tiêu đề rồi nghĩ cái hình đại diện này. Thì anh nghĩ chắc là em sẽ hơn những bạn như thế, tại vì anh nghe em nói là có khi em mất nửa ngày cả ngày để khảo sát xong xuôi rồi bắt đầu em mới quay. Thì vấn đề đấy, trong cái quá trình mình khảo sát thì mình suy nghĩ, dạ đúng rồi, lựa chọn cái hướng đi cho cái clip của mình. Dạ. Tức là trước khi đến địa điểm đó em phải nghiên cứu địa điểm đó, rồi có khi đến đó khảo sát rồi em suy nghĩ trong đầu em sẽ làm cái điều gì đó tại địa điểm đó, và thậm chí có cả trước khi đi là em có thậm chí có sẵn cái title luôn, mình sẽ đi theo cái chủ đề và cái title mình làm. Tốt quá. Tốt quá. Nha, em có lên mạng, em có lên YouTube tìm hiểu xem có những cái clip nào về cái chỗ đó chưa, như nào không? Dạ có, chính xác, em có lên trước khi đi đó, em cũng có tìm hiểu hết. Và những cái clip mà nếu mà không có nữa thì em phải hỏi những người địa phương. Ví dụ như clip đó chưa ai quay, là chưa có địa điểm nào đó, thì em hỏi những người địa phương. Ok. Dạ. Rồi nha. Bây giờ anh nói cho em một cái thứ hai nữa, anh thấy em vẫn đang làm một cái series mà Thất Sơn Huyền Bí của em ấy. Dạ. Mình đã nói lại về cái, mình đang nói về cái chuyện là mình đánh vào não phải nha, vào tốc độ
1/100, 1/10 giây khán giả click vào clip của mình nhá. Ở chỗ cái hình ảnh là một, ở chỗ cái hình đại diện nữa cũng thế. Cái mà mình muốn đưa trong cái hình đại diện của mình ấy, tại vì em phải hiểu là ở trên cái điện thoại khi người ta tìm mà ra kết quả tìm kiếm này nọ ấy, hoặc là người ta lướt mà trên cái điện thoại ấy, cái tiêu đề của em nó sẽ không bao giờ hiện ra đầy đủ, đúng không? Mà cái Thất Sơn Huyền Bí của em hiện tại em cứ để Thất Sơn Huyền Bí lên trước ấy, còn những cái chủ đề chính của cái clip ngày hôm đó ấy, nhiều lúc nó bị mất ở đằng sau, nó bị cắt đuôi đi. Em thử xem, quay trở lại cái kênh của em nhìn mà xem. Cái series Thất Sơn Huyền Bí ấy, sắp xếp lại mới nhất. Dạ dạ dạ. Thấy chưa? Thất Sơn Huyền Bí còn ngoại chuyện nữa cơ. Đây, ví dụ như cái clip này này, Cua Tử Thân này này. Dạ. Này em nhìn đi, Thất Sơn Huyền Bí ngoại truyện, chuyện chưa kể, nhưng mà cái chuyện chưa kể đằng sau còn cái gì nữa, cái đấy quan trọng hơn chứ. Dạ em hiểu anh rồi, dạ, tài tò. À đúng không? Đây đúng. Thất Sơn Huyền Bí 24 này này, tảng đá nhìn thấy cửu huy gì đây, cửu. Cơ... tự nhiên nói quên nghe rồi. Cửu huyền. Cửu huyền thất tổ, dạ. Thấy chưa? Dạ. Cái em muốn cho khán giả nhìn thấy nhất, muốn hấp dẫn nó nhất, mà anh đọc, anh còn đọc kỹ như này mất 3-4 giây mà anh còn đọc không ra. Dạ em hiểu rồi. À, mà kể cả cái thumbnail em phải để ý, em né cái chỗ cái timestamp 6 phút 41 giây kia của YouTube ra kìa. Dạ rồi, em hiểu rồi. Em nhìn cho nó thấy chưa, thấy bị mất cái chữ cửu huyền, cái chữ mà em muốn người ta ấy nhất thì em bị mất, mất cả trong thumbnail, mất cả trong tiêu đề. Dạ rồi, dạ rồi.